Đây là Coi68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với DeFi Discussion. Đây là nơi mà chúng ta sẽ ngồi xuống và trò chuyện với nhau, chia sẻ với nhau những góc nhìn xoay quanh thị trường crypto và đặc biệt là thị trường DeFi. Tuần vừa rồi thì cá nhân một mình thấy là một tuần khá là biến động với rất là nhiều những cái thông tin trái chiều. Tích cực có và tiêu cực cũng có đối với thị trường crypto nói chung, và tất nhiên là ảnh hưởng rất là nhiều đến các cái sản phẩm và các cái hệ sinh thái DeFi. Tuy nhiên, trước khi đi vào bóc tách những cái biến động đó và những cái rủi ro có thể tiềm ẩn với thị trường DeFi trong thời gian tới thì chúng ta sẽ chào mừng sự trở lại của một gương mặt, một người đồng hành cũng khá là quen thuộc với chúng ta trong series podcast này. Ok, hello, xin chào Tiến. Xin chào anh Nguyên và tất cả mọi người đang nghe podcast ha. Thì rất là vui khi mà hôm nay em lại được có cơ hội được ngồi đây cùng với anh Nguyên để trò chuyện về những cái câu chuyện trong thị trường crypto qua tập DeFi Discussion tuần này. Ok. Tuần vừa rồi thì nếu như mà theo dõi những cái thông tin liên quan đến Aerob thì anh em cũng biết được là một cái dự án cũng thu hút được rất là nhiều sự chú ý, đó là Etherfi, đúng không? Thì họ cũng đã có những cái thông báo Aerob, thì đây là một cái dự án ở trong mảng liquid restaking. Anh em nghe rõ cái khái niệm này nha, là liquid restaking. Và tuần này thì chúng ta sẽ nói về cái câu chuyện những cái có thể coi là những cái khía cạnh rất là đa chiều của cái từ khóa này. Tuy nhiên là trước khi đi vào cái nội dung chính thì mình cũng xin đề cập một vài cái cập nhật nhỏ nhỏ, một vài cái thông số liên quan đến các cái liquid restaking token này ha. Thì có thể anh em sẽ thấy nó hơi ghê một xíu, bởi vì tất cả các cái liquid restaking token ở thời điểm hiện tại thì đâu đó họ cũng có một cái mức debate nhẹ. Thì điển hình chúng ta thấy là Buffer Finance là một cái dự án mà cũng rất là nhiều anh em Sanerop thì cũng quan tâm, thì họ cũng đã debate đâu đó sâu nhất là tầm khoảng 7-8% gì đó. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại khi mà mình thu cái podcast này thì họ debate đâu đó khoảng 3%. Etherfi là một cái tên mà bọn mình đã đề cập ở cái câu chuyện về Aerob hồi nãy, thì họ đâu đó debate khoảng 2%. Capdao thì trước đây họ debate khoảng 2%, nhưng mà ở cái thời điểm mà mình thu podcast thì đâu đó họ đã quay về cái back rồi, tức là nêu giá 1-1 với Ethereum rồi. Thì ok, thì nội dung chính của tập DeFi Discussion hôm nay chúng ta sẽ nói về những cái rủi ro mà có thể đi kèm với cái mạng sản phẩm liquid restaking anh em ha. Một lần nữa chúng ta nói về cái khái niệm này bởi vì nó khá là dễ gây hiểu nhầm á. Thì ok, thì chắc là để trước khi đi vào bóc tách những cái nội dung, những cái góc nhìn, thì chắc là nhờ Tiến một xíu để nói lại những cái khái niệm này và chúng ta đồng nhất với nhau về những cái khái niệm này trước khi chúng ta đi vào bóc tách câu chuyện, để tránh những cái rối rắm một xíu ha về cái mặt khái niệm. Thì ok, thì chắc là nhờ Tiến giải thích một xíu cho các anh em mà chưa nghe về liquid restaking là cái khái niệm này nó là cái gì á. Ok anh Nguyên ha. Thì đúng như anh Nguyên nói, thì những cái khái niệm mà anh Nguyên vừa nhắc tới, những cái khái niệm như là restaking này, rồi liquid restaking này, rồi restake của liquid restaking này, đó, tất cả những khái niệm đó khiến cho không chỉ là những cái người cũ trong thị trường đâu, mà những người mới họ bắt đầu vào thị trường, họ bắt đầu cảm thấy dần là khó hiểu với những cái khái niệm này. Thì ok, để có thể phân biệt rạch ròi nhất về những cái khái niệm này thì chúng ta đi về một cái khái niệm cơ bản nhất là khái niệm restaking. Thì khi mà chúng ta nói tới khái niệm restake á, là khi mà một là dự án là Azure Layer họ bắt đầu thu hút được nhiều sự chú ý đến từ cộng đồng crypto, thì dự án Azure Layer này sẽ cho phép những cái Ethereum staker gọi là tái sử dụng, hay gọi theo nghĩa trong doc của họ là restake lại cái lượng ETH đã stake của họ, và thậm chí là những cái dạng mà liquid staking derivative khác như là SDTH của Lido hoặc là RTH kiểu vậy, để nhằm cái mục đích là để là tăng cường tính bảo mật, là để sử dụng để tăng cường tính bảo mật, tức là để secure những cái mạng lưới khác hoặc là những cái hệ thống DA khác hoặc là hệ thống sequencer của các rollup hoặc là những cái bridge đó vân vân. Bây giờ mình sẽ nói qua những cái con số cho các bạn dễ hình dung. Thì ở thời điểm hiện tại á, là chúng ta có thể thấy là có đến hơn đâu đó khoảng 30 triệu ETH đã được stake thông qua khoảng 800.000 cái validator ở thời điểm hiện tại. Thì đó là một con số rất là lớn. Và cái việc mà mặc dù là chúng ta đã có những cái sản phẩm như là liquid staking token như là của Lido hoặc là của Rocket Pool, họ cho phép chúng ta là tạo ra cái thanh khoản cho những cái ETH đã được stake đó, nhưng mà đây vẫn là một cái tình trạng mà nhiều người cho rằng nó hơi nó
hơi bị phí phạm một chút khi mà ETH được stake xong thì nó chỉ bị khóa ở đó thôi. Chính vì vậy mà Asian Layer ra đời với lại một cái hướng đi, một cái khái niệm mới, tức là họ sẽ restake lại cái lượng ETH đó để đi secure những cái sản phẩm khác. Thì những cái nốt của những cái nốt trên Asian Layer sẽ chấp nhận những cái hình phạt bổ sung khi mà vận hành những cái service của Asian Layer, thì giống như là họ sẽ bị slashing hoặc là đánh đổi lại thì họ sẽ nhận được thêm những cái phần yield của những cái service mà Asian Layer tạo ra, kiểu như vậy. Thì Asian Layer cũng có một cái sản phẩm đó là Asian DA, cũng là một trong số những cái tính năng mà Asian Layer cho phép những cái ETH staker đảm nhiệm và nhận được thêm yield cho cái phần việc của mình. Thì nói chung là nói tóm gọn lại thì như mình đã nói á, thì nó cho phép những cái ETH staker họ kiếm được nhiều yield hơn từ cái việc staking của mình, và đánh đổi lại thì như mình nói là cái việc mà bị slashing hoặc là bị phạt đó, kiểu như vậy. Thì đó là cái khái niệm theo mình nghĩ là cơ bản nhất về restaking. Thì ok, vậy là chúng ta có một cái khái niệm là chúng ta sử dụng những cái liquid staking derivative, những cái sản phẩm như là STETH hoặc là ETH, hoặc là ETH được stake trên Beacon Chain, chúng ta restake vào Asian Layer để chúng ta kiếm thêm yield. Và bắt đầu là có những cái dự án họ ra đời với mục đích là tạo thanh khoản cho những cái sản phẩm đó một lần nữa, và chúng ta đã có cái khái niệm mới liquid restaking như là buffer finance hoặc là EtherFi đó, kiểu như vậy. Đúng, họ tạo ra cái sản phẩm, một cái sản phẩm phái sinh khác cho những cái sản phẩm phái sinh đã được dùng để restake, và chúng ta có một cái lớp mới đó là liquid restaking. Thì ok, có lẽ là mọi người sẽ nói là có lẽ từng đó là đủ rồi, thì kiểu chúng ta có tạo ra những cái sản phẩm phái sinh trên những cái sản phẩm phái sinh khác thì từng đó là đủ rồi. Thì thị trường lại bắt đầu tạo ra những cái sản phẩm mới, như là một dự án khác ở đây có lẽ nhiều anh em cũng bắt đầu đang farm point cho dự án này, đó là dự án Zerkert, một sản phẩm làm về ZK Rollup. Thì mặc dù đang trong dự án testnet thôi, nhưng mà dự án này cũng đã ra mắt một cái chương trình điểm thưởng cho phép là không chỉ là người dùng có thể stake những cái LST, tức là những cái liquid staking derivative như là STETH hoặc là RETH, mà họ còn cho phép họ restake lại những cái liquid restaking token như là của ETH hoặc là nhớ những cái sản phẩm như vậy. Thì nó tạo ra thêm cái này gọi là re-restake đúng không? Đây là re-restake. họ tạo ra một cái lớp phái sinh khác trên một cái lớp phái sinh đó như vậy. Thì nó vô hình chung nó không chỉ gây ra như một cái tạo ra sự khó hiểu cho người dùng, mà còn khiến cho người dùng bắt đầu là cảm thấy là chúng ta bắt đầu cảm thấy một cái bức tranh nó giống như những gì mà đã xảy ra với thị trường tài chính truyền thống vào năm 2007, tức là phái sinh của phái sinh của phái sinh đó, kiểu như vậy. Mọi thứ nó chồng lớp lên nhau, và người ta tạo ra một cái nỗi sợ vô hình chung là nếu một thằng sập thì nó có kéo theo một cái hệ lụy gì dành cho cả hệ thống. Và mình nghĩ đó là lý do vì sao mà chúng ta có buổi DeFi discussion ngày hôm nay, kiểu như vậy. Ok, thì như Tiến có đề cập đó là câu chuyện đó là phái sinh của phái sinh của phái sinh, thì đôi khi người ta cũng hơi, tức là sau rất là nhiều những cái sự cố về mặt tài chính thì đôi khi chúng ta cũng nên có một cái tâm lý nó hơi đề phòng một xíu. Và mình nghĩ là trong tập tuần này thì hãy cho phép bọn mình tự đeo lên một cái lăng kính mà nó hơi tiêu cực một xíu, để chúng ta ngồi soi với nhau thử xem là cái câu chuyện về restaking và liquid restaking này nó có cái vấn đề gì tiềm ẩn ở đó hay không. Thì tất nhiên là chúng ta nói cái câu chuyện ngày hôm nay không có mang mục đích là food hay là cái gì cả, mà chúng ta cố gắng tìm ra đâu đó những cái ngóc ngách mà có thể là nếu như mà theo dõi những cái thông tin ở trên các cái diễn đàn hoặc là trên mạng xã hội thì có thể chúng ta sẽ đâu đó sẽ bỏ qua. Thì ok, chắc là câu hỏi tiếp theo liên quan đến câu chuyện là liquid restaking, thì theo Tiến á, là có cái trường hợp nào mà có thể ảnh hưởng đến cái tỷ giá của các cái liquid restaking token này, và nếu như mà nó có những cái hiện tượng mà debug mà có thể gọi là sâu á, chúng ta thấy có những hiện tượng debug như vừa rồi, nhưng mà có thể một vài cái lý do nó sẽ khác, nhưng mà nếu như mà xuất hiện một cái trường hợp mà nó dẫn đến những cái debug sâu á, thì những cái trường hợp nó sẽ cụ thể như thế nào, và nếu như mà xảy ra những cái trường hợp đó thì có những cái rủi ro nào hay không. Thì không biết là góc nhìn của Tiến về câu chuyện này là như thế nào. Thì giống như anh đã nói ở buổi của khúc đầu của tập podcast ha, thì theo em thấy thì ở thời điểm hiện tại nhá, thì cái phần lớn những cái sản phẩm liquid staking token đang bị debug thì theo em là đang có đến từ một vài nguyên nhân. Thứ nhất là cái
cái thanh khoản nó không đủ. Giống như ở pool thanh khoản của Buffer Finance với lại Interfi, chúng đều bị debit, có thể nói là cũng tương đối nặng nếu so với lại một cái cặp mà một cái cặp được bet hoàn được bet với lại ETH 1-1 như vậy, thì em nghĩ là nó bị debit tương đối nặng. Nhưng mà một cái pool khác là pool của KepDAO, thì thậm chí cái giá của restaking RS ETH, restaking ETH của họ đang vượt lên so với mức giá ETH thông thường, là theo em để ý thấy là bởi vì thanh khoản của họ ổn định và dồi dào. Thì cái vấn đề, một trong những vấn đề mà em đang hình dung ra ở đây, đó chính là vấn đề về thanh khoản. Vậy thì cái vấn đề về thanh khoản này nó gợi ra khá là nhiều những cái câu chuyện trong quá khứ ha. Ví dụ như là vấn đề câu chuyện của GR Capital với lại là khi mà họ lúc cái cặp mà ETH, STETH hồi năm 2022 nhỉ. Đó, thì cái việc mà lúc quá nhiều ra, và bởi vì chúng ta vẫn hay nghĩ là đó là một cái cặp giao dịch tương đối an toàn đúng không? Bởi vì thanh khoản của họ khá là lớn. Nhưng mà tới cái lúc mà thị trường rơi vào có một cái sự kiện thiên nga đêm Black Swan gì đó, thị trường rơi vào hoạn loạn đúng không? Thì bắt đầu là mọi người tìm cách là exit khỏi những cái sản phẩm phái sinh đó và để quy về stablecoin hoặc là quy về một cái loại tài sản khác. Thì khi mà họ bắt đầu exit khỏi những cái liquid restricting token này, và nó sẽ khiến cho cái hàng chờ nó sẽ bị đầy, và họ buộc sẽ phải exit qua những cái pool thanh khoản, và câu chuyện nó sẽ giống như thời điểm đó, và nó khiến cho giá của những cái liquid restricting token này nó bị debate dần dần và debate nặng. Và với những cái sản phẩm mà liquid restricting token ở thời điểm hiện tại, là mặc dù là họ chưa có, mặc dù em để ý thấy là chưa có bất kỳ một cái bên thứ ba nào cho phép sử dụng làm để cho phép sử dụng là như là một cái tài sản thế chấp hoặc là gì đó, nhưng mà em nghĩ là sẽ có trong tương lai thôi, thì nó sẽ gây ra một cái hiệu ứng bị thanh lý. Và nó, nếu mà sản phẩm này được sử dụng đòn bẩy quá mức giống như mà General Capital đã làm vào cái thời điểm đó, thì nó sẽ dẫn đến cái hiệu ứng là bị thanh lý và bị thanh lý hàng loạt. Thì đó là một trong những thứ mà em hình dung ra trong đầu em khi mà em nghĩ tới trường hợp này. Bởi vì ở thời điểm hiện tại Azalea muốn mọi người mà muốn rút khỏi ấy, rút cái sản phẩm, rút cái ETH ra khỏi Azalea thì cũng phải mất đâu đó khoảng 7 ngày thì phải. Đó, thì câu chuyện nó sẽ dễ hình dung ra như vậy. Tức là bây giờ chúng ta, hồi xưa á, là cái câu chuyện của 3C 3R Capital á, là cái giai đoạn đó là SDETH không có, gọi là không có convert lại được cái dạng ETH thô, đúng không? Tức là tại vì lúc đó chúng ta chưa có cái nâng cấp sang 2, thì khi mà họ thế chấp cái STETH đó và họ vay ra ETH để họ mua lại, họ lúp lại thêm một vòng nữa STETH để tăng cái đòn bẩy của mình lên và để kiếm được cái mức yield nó cao hơn dựa trên một cái vốn gốc á, thì vô hình chung nó tạo ra một cái sức ép khi mà có một cái sự tháo chạy ra khỏi cái đồng liquid staking token là thời điểm đó là STETH. Thì bối cảnh là do không nó chưa có hỗ trợ cái tính năng rút liquid staking token khỏi Beacon Chain. Thì giống như Tiến có đề cập hồi nãy là cái câu chuyện về bây giờ nó giải quyết xong cái câu chuyện đó rồi, tức là cái câu chuyện mà rút liquid staking token khỏi Beacon Chain và thành ETH thô rồi. Nhưng mà bây giờ cái câu chuyện của Eigenlayer là khi mà muốn rút cái liquid staking token của họ đã restake vào trong cái nền tảng của Eigenlayer thì nó cũng phải chờ 7 ngày. Thì đây cũng là một cái câu chuyện mà có thể là nó sẽ cái hàng đợi 7 ngày này thì hiện tại nó không hẳn là một cái vấn đề gì quá lớn, tại vì rõ ràng chúng ta thấy là không có một cái sự kiện gì đó nó trigger cái hiện tượng tháo chạy này. Thì cái hàng đợi 7 ngày này thì nó cũng không ảnh hưởng gì quá nhiều, nhưng mà giả sử trong tương lai ví dụ như nó có một cái sự kiện gì đó thì cũng không phải là phút đâu, nhưng mà nó là một cái trường hợp mà anh nghĩ là cũng nên đề phòng, đó là có một cái sự kiện gì đó khiến các cái tổ chức lớn họ muốn exit khỏi liquid restaking token, tức là cái phiên bản mà họ đang sử dụng ở trên các cái nền tảng liquid restaking á, thì họ muốn exit về các cái có thể là stablecoin nè hoặc là về ETH, thì họ không thể đi theo cái chiều gọi là một cái đường đi mà nó chính thống được, tức là họ từ liquid restaking token họ thoát về liquid staking token đúng không? Tức là một lớp về một lớp rồi cầm cái liquid staking token nó thoát về ETH thêm một lớp nữa thì họ
họ không đi được cái không chờ và không đi theo được cái đường đó, bởi vì lúc đó thì mọi thứ nó có thể là cái hàng đợi, cái hàng rút á, thì nó nghẽn và cái thao tác đó thì nó không hiệu quả, thì có thể họ sẽ phải đi qua những cái bull. Và giống như Tiến có đề cập thì cái câu chuyện về thanh khoản, thì nếu như mà những cái bull này nó không có đủ cái độ dày thì có thể nó sẽ dẫn đến những cái hiện tượng debate. Tuy nhiên là chúng ta cũng phải nói đi cũng phải nói lại, đúng không, là ví dụ như nếu như mà có một cái niềm tin gì đó, khi mà nó xảy ra cái debate này thì chắc chắn nó sẽ có những cái lực mua lại. Và nếu như mà cái mức discount đó, cái mức debate đó nó hợp lý và người ta thấy là nó justify, nó bù đắp được cho những cái rủi ro mà những cái đơn vị đi theo cái chiều ngược lại, tức là họ mua lại những cái bet này, thì có thể là sẽ có một cái chiều ngược lại. Nhưng mà trong cái trường hợp là nó phải hợp lý về mặt gọi là cái tỷ trọng mà nó đã bị đi bet và cái rủi ro mà họ phải gánh chịu, thì nếu như mà họ thấy cái tỷ lệ đó hợp lý, thì cái tỷ lệ rủi ro và lợi nhuận đó hợp lý, thì có thể họ sẽ có một cái lực mua để kéo cái bet lại. Nhưng mà nói như vậy thì nó cũng hơi đếm cua trong lỗ, đúng không, tại vì ở thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng không biết được là cái gì nó sẽ diễn ra vào ngày mai. Riêng ví dụ như là trong tuần này đi, trong tuần vừa rồi thì chúng ta có một cái sự kiện là ETH Foundation, thì họ cũng đâu đó là cái dòng thông báo này thì nó cũng từ tháng 2 rồi, nhưng mà khi mà đào lại thì mọi người cũng khá là xôn xao trong tuần vừa rồi, thì đó là cái việc mà họ đang bị một cái giới chức gì đó yêu cầu là giữ kín danh tính và yêu cầu hợp tác điều tra. Thì cái tổ chức này là tổ chức nào, cái giới chức nào thì hiện tại vẫn chưa biết, nhưng mà trong tuần vừa rồi những cái thông tin kiểu như vậy nó cũng hơi làm cho thị trường nó hơi sùi một xíu, nhưng mà chúng ta cũng đề phòng thôi. Thì cũng trong cái thời gian tới thì rất là nhiều những cái cột mốc, rất là nhiều những cái sự kiện mà rất là đáng gọi là quan tâm, và nó có thể ảnh hưởng khá là nhiều đến những cái tâm lý của thị trường trong thời gian tới. Rồi thì ok, thì hồi nãy Tiến có so sánh một xíu về cái câu chuyện của cái mô hình này với những cái cơ chế trong quá khứ của thị trường tài chính truyền thống. Thì anh có đọc một cái tweet liên quan đến cái từ khóa là rehypothecate. Thì có thể là cái khái niệm này cũng khá là xa lạ và cũng lần đầu mới nghe, và cũng có một vài cái tìm tòi liên quan đến câu chuyện này. Thì cái tweet này họ cũng cáo buộc là cái mô hình của liquid restaking thì nó cũng khá là giống với cái rehypothecate này ở trong thị trường tài chính truyền thống. Thì không biết Tiến nghĩ như thế nào về cái câu chuyện này, liệu nó có phải là một cái mô hình tạm gọi là rehypothecate mới ở trong DeFi hay không? Yeah, thì để có thể hình dung rõ hơn về cái khái niệm mà rehypothecate, mà mình nghĩ là có thể là khá là mới đối với nhiều anh em ở đây, bởi vì nó mang nghĩa khá là chuyên ngành ha. Thì mình sẽ đi lại một xíu về cái khái niệm này. Thì về khái niệm rehypothecate, nó có nghĩa là nó cho phép một cái bên thứ ba, tức là người dùng chúng ta đi thế chấp một cái loại tài sản giống như là bất động sản, hoặc là thường em mình thấy nó sẽ thuộc nghiêng về chứng khoán nhiều hơn đó, thường là nghiêng về chứng khoán nhiều hơn, bất động sản hoặc là chứng khoán. Thì một bên thứ ba là broker hoặc là ngân hàng sẽ được phép, tức là sẽ được phép, nếu mà người dùng cho phép thì họ sẽ được phép dùng cái tài sản đó làm tài sản thế chấp một lần nữa để đi vay ra một cái vay khác, trong trường hợp mà họ cần tiền để xoay sở trong cái mục đích nào đó. Thì khi mà cái chuyện này xảy ra thì bên phía người dùng họ sẽ được lợi gì? Ok, họ sẽ được hưởng một cái lượng discount, một cái lượng chiết khấu về cái lãi suất họ phải trả cho cái khoản vay, hoặc là họ sẽ hưởng một cái quyền lợi gì đó. Và bên phía ngân hàng hoặc là bên phía broker thì ok, họ lúc mà họ đang cần một cái lượng tiền mặt thì họ có thể thế chấp tài sản đó và họ xoay sở trong cái khoảng thời gian đó. Thì đây là một cái khái niệm trong lĩnh vực tài chính truyền thống, người ta gọi là rehypothecate. Thì tới trước cái khoảng thời gian mà cuộc bong bóng nhà đất tại Mỹ nó diễn ra vào năm 2007 á, thì đây là một cái khái niệm cũng được sử dụng khá là nhiều để người ta kiểu là đầu cơ tích trữ. Nhưng mà sau cái cuộc bong bóng đó thì có khá là nhiều những cái điều luật được đưa ra để có thể gọi là giúp bảo vệ cái người dùng, cũng như là nó không tạo ra cái trường hợp giống như vậy nữa. Thì cái mức theo như mình tìm hiểu thì cái mức limit ở thời điểm hiện tại đang khoảng là 140% giá trị tài sản. Thì đó là cái mức mà người ta quy định là như vậy để tránh trường hợp mà tạo ra bong bóng. Còn theo mà mình thấy về sau khi mà mình hiểu cái khái niệm phân biệt giữa hai khái niệm này á, thì mình thấy nó không có cái sự gọi là giống nhau ở đây. Bởi vì thứ nhất, rehypothecate nó giúp người dùng, tức là nó giúp tạo ra cái một cái lượng tiền hoặc là một cái lượng giá trị mà nó gọi là một cái lượng giá trị khoảng bằng như mình đã nói là 140% giá trị tài sản ban đầu.
Và nó tất nhiên là nó sẽ có những cái mức liquidation nó nhất định, nhưng mà nó cho phép tạo ra một cái lượng tài sản giá trị bằng 140% giá trị tài sản ban đầu. Còn trong khi đó mình đang nói tới cái lớp layer mà chúng ta bàn tới là liquid restaking nhé. Theo như mình hiểu, nếu mà cái bên liquid restaking đó không nó họ không mà họ tức là họ làm theo những gì mà họ đã cam kết, tức là họ sử dụng token, sử dụng những cái lượng tài sản mà người dùng gửi vào để đem đi bỏ vào agent layer, thì theo mình nghĩ là sẽ không có vấn đề gì xảy ra cả. Nhưng nếu mà họ không làm đúng như gì họ cam kết, họ dùng những cái lượng tài sản đó họ đi thế chấp vào một bên khác và họ vay ra một cái lượng tài sản khác và như vậy, thì nó sẽ vô hình chung nó sẽ tạo ra một cái bong bóng ở đây, và nó theo và nó sẽ gây ra một cái gọi là một cái hiện tượng gọi là gì ta, dây chuyền kéo dài, nếu mà có một cái sự việc Black Swan gì đó diễn ra, thì đó theo em đang hiểu là như vậy. Tức là bây giờ mình lấy cái cột mốc là cái liquid restaking token thì mình đi ngược về cái chiều của restaking, một cái restaking platform là EigenLayer á, thì nếu như mà họ làm đúng theo cái việc là lock cái liquid staking token vào EigenLayer và họ trả ra một cái phiên bản giấy chứng nhận là liquid restaking cho người dùng theo cái tỷ lệ 1:1 đúng cái cam kết đó theo smart contract, tức là một cái đồng liquid staking token nó đã được khóa vào trong EigenLayer rồi và nó không lưu thông ở trên thị trường, thì nó không có tạo ra thêm một cái, tức là nó không tạo ra hai cái ETH cùng song song tồn tại ở trên thị trường là như vậy. Còn anh thì anh thấy là nếu mà theo từ cái cột mốc của liquid restaking token mà nó đi ngược về phía sau á, tức là hồi nãy mình đang nói là cái chiều là nó đi ngược về một bước đúng không, là về EigenLayer, nhưng mà bây giờ nó đi về cái chiều phía sau, tức là nó cho sử dụng những cái tài sản này làm cái tài sản thế chấp để min ra ví dụ là stablecoin để tạo ra những cái khoản vay chẳng hạn. Thì trong thời gian trước đây tầm một tháng thì chúng ta thấy là có một cái dự án là Prisma, họ cũng đi theo cái hướng này, họ cho dùng liquid restaking token, họ cho vay hoặc là họ min cái stablecoin, thì đâu đó nó cũng là một cái hình thức đòn bẩy. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại hình như là cái dự án này họ tạm thời hoãn cái kế hoạch này rồi thì phải, bởi vì có thể là họ đâu đó họ nhìn thấy những cái rủi ro về mặt thanh khoản khi mà những cái biến động của các cái liquid restaking token nó bị debug, nó bị giảm giá gì đó, thì có thể là họ đang tạm hoãn để họ theo dõi thêm cái câu chuyện này. Thì rõ ràng là chúng ta thấy là ok, từ cái chiều đi về phía trước thì nó vẫn tuân thủ cái nguyên tắc là một đồng khóa vào và một đồng được issue ra đúng không, thì nó cũng không hẳn là một cái câu chuyện liên quan đến rehypothecate như là những cái thảo luận vừa rồi. Tuy nhiên á, là vẫn có những cái rủi ro, và cái rủi ro này thì chúng ta nên nhìn nhận ở cái khía cạnh là thanh khoản và cái khía cạnh về mặt kỹ thuật nhiều hơn. Tức là nếu như mà smart contract của họ gặp vấn đề hoặc là họ gặp trục trặc gì đó liên quan đến Oracle chẳng hạn, cái chỉ số giá nó không đúng và nó xuất hiện một cái hiện tượng thiếu thanh khoản, thì đó là những cái rủi ro về mặt gọi là kỹ thuật và mặt thanh khoản, chứ nó không mấy liên quan đến cái câu chuyện là cái độ toàn vẹn về giá trị, về mặt tài chính, về cái mặt mô hình. Bởi vì rõ ràng là chúng ta thấy cái mô hình của EigenLayer thì nói gì thì nói thì nó cũng tái sử dụng vào một cái mục đích rõ ràng, một cái mục đích là giúp các cái mạng lưới nó mới set up nó có thêm được cái nguồn security để họ giảm thiểu được cái rào cản khi mà cần phải set up một cái mạng lưới ngay từ ban đầu. Rồi thì ok, thì cái phần tiếp theo thì cũng muốn nghe Tiến chia sẻ một xíu về cái góc nhìn cá nhân của mình, một vài cái chiến lược mà Tiến áp dụng cho cá nhân mình khi mà tham gia cái cuộc chơi một cái khái niệm mới là liquid restaking. Thì không biết là cái cách tiếp cận của cá nhân Tiến với cái câu chuyện này thì nó như thế nào? Theo mình thêm thấy ấy, thì ở thời điểm hiện tại thì trên thị trường đúng là có khá là nhiều những cái DApp, những cái cách tiếp cận, những cái chiến lược khác nhau để gọi là retail farm cái agent layer point rồi. Cá nhân em thì em đi theo cái chiều hướng khá là an toàn, tức là em thường là em sẽ stake trực tiếp trên agent layer luôn, hoặc là nếu mà có thì em sẽ có một ít những một ít phân bổ một ít portfolio của mình vào những một số những cái lớp liquid restaking token cũng gọi là tương đối gọi là ổn áp, tức là cũng lớn mạnh rồi, kiểu các kiểu có backer, có uy tín trong thị trường, thì cũng một phần nhỏ thôi, bởi vì là như em đã nói nó có những cái rủi ro nhất định và ok, chúng ta cần phải kiểm soát được những cái rủi ro đó. Thì đó là một số lời khuyên của em thôi.
cũng diversify các cái dự án ra đúng không? Tại vì giờ cũng khá là nhiều những cái dự án làm về cái này, thì mỗi mỗi dự án mình cũng thử một xíu để so sánh được cái sự khác nhau của họ. Ok, thì theo như cá nhân em thấy thì những cái dự án này cũng khá là tương đồng với nhau. Chúng đều đang cung cấp một cái giải pháp cơ bản, đó là liquid staking token. Vì theo anh Nguyên thì đâu sẽ là những cái đặc điểm, tức là những cái thế mạnh mà những cái dự án này có thể tận dụng để có thể cạnh tranh với nhau và để vươn lên hàng đầu? Ok, tức là cái lợi thế cạnh tranh của cái dự án ở trong cái mạng liquid staking đúng không? Thì chắc là chúng ta sẽ phải đâu đó đối chiếu lại một xíu về cái lớp ở tầng dưới nó một xíu, đó là cái lớp liquid staking. Thì chúng ta thấy là một cái case khá là điển hình, đó là cái Lido Finance ở cái lớp liquid staking. Thì cái công thức của Lido thành công á, là thứ nhất là họ ra được cái sản phẩm sớm nè, thứ hai là họ có một cái, tức là những cái connect với cái thanh khoản, các cái pool thanh khoản họ cũng set up nó rất là nhanh và có những cái chiến lược để khuyến khích cái thanh khoản, làm sao để cho cái liquid staking token của mình nó dày về độ thanh khoản. Rồi cái thứ ba là với cái case của Lido á, thì nếu như mà anh em nào theo dõi thì cũng biết là cái chính sách cho node operator của Lido thì nó đâu đó nó dễ hơn một xíu cho với các cái giải pháp liquid staking token khác. Hiểu nôm na là cái rào cản cho cái đơn vị vận hành node á thì nó sẽ thấp hơn. Thì cái này là bọn mình cũng đã từng chia sẻ một tập về liquid staking sau Dancoin rồi, thì anh em quan tâm thì có thể quan tâm cái case này, thì bọn mình đã phân tích ở trong cái tập đó, anh em có thể nghe lại. Thì thì nói như vậy để đối chiếu về cái trường hợp của liquid staking token thì đâu đó cái câu chuyện nó cũng tương đồng vậy thôi. Tức là nó phải có những cái bước đi sớm nè, có thể là sẽ phân run các cái đối thủ cạnh tranh của mình về những cái tin tức hoặc là những cái mặt về marketing, làm sao để capture được cái sự chú ý của thị trường càng sớm càng tốt. Thứ hai nữa là câu chuyện nãy giờ chúng ta bàn, đó là những cái pool thanh khoản làm sao cho dày. Cuối cùng là thứ ba là những cái rào cản cho cái đơn vị vận hành, làm sao để nhanh chóng mở rộng cái mạng lưới của mình ra nhanh nhất để capture được thị trường. Thì đó là một vài cái gạch đầu dòng mà chúng ta có thể soi chiếu vào cái case trước đó cũng đã từng thành công ở cái mạng liquid staking. Rồi thì mình nghĩ là cái chủ đề của DeFi Discussion lần này thì nó đâu đó sẽ hơi tiêu cực một xíu, bởi vì chúng ta nói khá là nhiều về những cái trúc trắc trong cái cách thiết kế của hệ sinh thái Ethereum ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên là nếu như mà anh em theo dõi DeFi Discussion thì bọn mình cũng đã bàn về cái câu chuyện này từ rất là nhiều tháng phía trước, và chúng ta đâu đó đã hình dung được cái việc là ETH sẽ phát triển theo cái hướng này rồi. Tức là họ không thể, gần như là họ không thể dừng lại trên cái con đường này, và mỗi ngày thì họ sẽ build một cái lớp gì đó đè lên. Thì câu chuyện của chúng ta là theo dõi những cái động thái xây dựng của họ, những cái bước đi của họ, làm sao để chúng ta tìm được những cái khía cạnh, những cái chi tiết để chúng ta hiểu được cái bản chất từng cái bước đi, và chúng ta đưa ra những cái nhận định về những cái lợi ích hoặc là những cái rủi ro nếu có ở trong cái cách tiếp cận của họ, và từ đó chúng ta đưa ra cho mình những cái quyết định làm sao để cho nó có những cái nguồn yield tối đa nhất, nguồn sinh lợi tối đa nhất, nhưng mà nó cũng giảm thiểu được cái rủi ro xuống cái mức tối thiểu. Thì đó là câu chuyện của liquid restaking tuần này. Hy vọng là chủ đề tuần này thú vị với các bạn đang nghe DeFi Discussion. Còn tập tuần này cũng đã dài rồi, thì chắc là mình với Tiến cũng sẽ gửi lời chào đến các anh em đang nghe podcast ha. Rất là cảm ơn anh em đã nghe tới cuối tập podcast ngày hôm nay. Thì đúng như anh Nguyên nói thì mình thấy chủ đề tập tuần này mặc dù có hơi hướng tiêu cực một xíu, nhưng đây là một chủ đề mình thấy khá là hay, bởi vì nó có thể giải đáp những cái khúc mắc cho anh em về những cái khái niệm liên quan tới restaking, rồi liquid restaking, rồi restake của liquid restaking token kiểu vậy. Thì rất là cảm ơn anh em đã tiếp tục theo dõi chúng mình ha. Rồi ok, chắc chắn chúng ta sẽ có cơ hội để gặp lại nhau trong DeFi Discussion tuần tiếp theo với những câu chuyện thú vị xoay quanh thị trường DeFi anh em ha. Rồi còn bây giờ thì bye bye anh em.